đạo diễn Dương Di, biên kịch Phí Tệ Quân, Lý Hiểu Lượng. Với sự góp mặt của các diễn viên Lưu Khải Quy trong vai Du Trí Diễn, Dương Âu trong vai Triệu Gia Nhi, Trương Manh trong vai Triệu Thù Địch, Du Dịch Đằng trong vai Thiệu Kiện, Triệu Sở Quang trong vai Tiêu Khải, Lưu Dân Thông trong vai Du Dân Hiên, Giang Tử Tinh trong vai Đa Đa, Nhan Cảnh Giao trong vai Trần Tú Trân, Trương Thụy Gia trong vai Hồ Mỹ Lâm, Uông Dương trong vai Triệu Quốc Phú, Lý Văn Tuấn trong vai Cố Triều Dương và sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Đông Đầy. Tập 18. Ông xã, anh muốn làm vậy thật sao? Không còn cách nào khác mà. Chúng ta thuê một căn nhà gần trường mẫu giáo của Hiên Hiên, sau đó mời ba mẹ em về để sống chung với chúng ta, được không? Cứ như vậy đi. Nhưng mà ở khu này, một tháng mà không có 5.000 thì sẽ không thuê được căn nhà phù hợp với mình. Một tháng tốn nhiều tiền thuê nhà như vậy, tụi mình tiết kiệm kiểu gì được đây? Cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch mua nhà không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Chẳng lẽ cả đời này chúng ta phải thuê nhà sao? Chờ đến khi mua nhà sao? Biết chờ đến khi nào chứ? Không thể chờ được nữa đâu em à. Em xem, Hiên Hiên cũng đã 4 tuổi rồi, 18 tuổi nó học đại học. Vậy chúng ta chỉ có thể sống chung với nhau 14 năm thôi. Nếu mà nói như vậy á, một năm chúng ta chỉ có thể gặp nó 104 ngày. 104 ngày nhân cho 14, còn chưa tròn 4 năm nữa. Anh nói cũng có lý. Vậy như vậy đi, tới đâu tính tới đó. Ừ. Mời hai vị qua bên này. Các phòng này tổng cộng là 100 m², thiết kế 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng vệ sinh. Phòng mà chúng ta đang xem đây chính là phòng ngủ chính. Nó được thiết kế giống như một căn nhà riêng. Phòng ngủ chính này có nhà vệ sinh riêng, hơn nữa cả hai căn phòng đều quay về hướng nam. Căn phòng thiết kế rất đẹp, ánh sáng cũng rất tốt. À, chúng ta tham quan tiếp phòng ngủ còn lại nha. Đi. À, bây giờ chúng ta đến căn phòng ngủ còn lại, căn phòng này cũng quay về hướng nam. Cả căn phòng được thiết kế rất đẹp, hơn nữa chúng tôi đã sắp xếp bố cục nhìn rất là sang. Nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Được rồi, bây giờ chúng ta tham quan tiếp phòng khách. Tiếp theo đây chúng ta tham quan phòng khách và nhà bếp nha. Ngoài hai căn phòng đó ra thì toàn bộ chúng tôi cho sửa lại kiểu dáng rất đẹp. Chúng ta xem nhà bếp trước nha. Toàn bộ tủ quầy ở đây đều làm mới toàn bộ, hơn nữa thiết bị cũng rất đầy đủ. Không gian nhà bếp rất rộng, tầm khoảng 12 m². Tiếp theo đây chính là căn phòng khách. Bề rộng của nó cũng lớn. Phía trước chúng ta là hai cánh cửa kính rất lớn sát sàn nhà, tạo nên cảm giác nhìn rất là tráng lệ. À còn nữa, trần nhà ở đây được thiết kế cũng rất là cao. Được đó, em thấy sao? Em thích. Thích sao? Anh Hậu à, phòng này cho thuê bao nhiêu tiền vậy? À, chủ nhà ra giá 8.000. 8.000? Chúng ta dự tính đâu có nhiều như vậy đâu. À, hay gì đi cô Triệu à, tôi biết dự tính của anh chị chỉ tầm 5.000 thôi. Tôi đây kinh doanh trước giờ không nói xạo. Thật ra thuê nhà giá 5.000 cũng có,
Nhưng mà không hợp với ý của anh chị. Hơn nữa căn thuê giá 8.000 này tuy là có hơi mắc một chút, nhưng mà xét về mặt nào cũng đều tốt hơn căn nhà 5.000. So với giá trị thì cũng rất là cao. Vừa rồi anh chị cũng thấy rồi, thiết kế trang trí cực kỳ đẹp. Hơn nữa sau này anh chị dọn về đây thì sẽ cảm giác hoàn toàn khác. À, nếu như giảm giá một chút thì cậu nghĩ có thể giảm được bao nhiêu? Nếu giảm giá sao? Tôi nghĩ thực sự cũng không nhiều. Chú Tưởng à, chú tới rồi. Sao tới coi nhà không báo trước tôi một tiếng vậy? Nói tới là tới liền. Cả ngày hôm nay tôi kính lịch hết trơn rồi. Cậu coi, như vậy, nói tới là tới vậy. Con định tới khi khách hàng có quyết định đồng ý thuê nhà rồi thì mới thông báo cho chú biết, khỏi mất công đi tới đi lui thôi. À đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút. Đây là chú Tưởng, chủ cho thuê nhà. Còn đây là anh Du và đây là cô Triệu. Xin chào chú. Là hai người này muốn thuê nhà hả? Dạ phải. Phải, chú Tưởng à, chú xem ngôi nhà này có thể... Ê, chúng ta khoan hãy nói tới việc thuê nhà ha. Hai người có thể cho tôi coi tay một chút có được không vậy? Đây ạ. Đều không hút thuốc tốt lắm. Nếu như hút thuốc, người hút thuốc sẽ làm cho nhà của tôi bị ố vàng đi. Tôi sửa nhà đẹp như vậy sao có thể để cho người hút thuốc thuê được chứ? Giá lại, hút thuốc sẽ làm khói thuốc bám ở trong nhà, mấy năm cũng chưa bay mùi được. Rồi người ở trong nhà này bị mắc ung thư thì biết làm sao? Vì vậy, nếu ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi sẽ không cho thuê đâu. Phải, chú nói đúng lắm chú Tưởng. Phải, có lý. Vậy về chuyện thuê nhà, chú có thể nào... Cô gái à, chúng ta khoan hãy nói về việc thuê nhà đi ha. Tôi nhìn mặt của cô tôi thấy có vài vấn đề. Vấn đề gì vậy chú? Vấn đề lá lách của cô. Hả? Cô coi đi, mặt cô trắng như vậy, nhưng mà thần thái không được tốt cho lắm. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ là cô hay ngồi nhiều hả? Với lại ít vận động. Nhưng hiện nay nhân viên văn phòng đều có điểm chung như vậy ha. Vấn đề này cô nên lưu ý một chút ha. Cậu trai này xem ra thần thái tốt lắm mà ha. Rất tốt, rất khỏe, duy trì ha, duy trì. Dạ. Nghe chú nói như vậy cậu cũng thấy yên tâm rồi. Thật không ngờ chú Tưởng đây cậu am hiểu gì Đông Y nữa. Trời ơi, đừng có nhắc nữa, đều là bị ép hết đó ha. Tôi đây là tự học mà thành tài. Tôi nói cậu nghe, tôi có một người bạn, ông ấy có một căn nhà rất là lớn, cho một nhân viên văn phòng thuê, hình như là làm về bên mạng thì phải. Nè, cậu đoán coi như thế nào? Suốt ngày thức thâu đêm, tăng ca ăn mì gói, lao lực quá, rồi đột quỵ mà chết luôn, đi ngay trong nhà của ông ấy. Trời ơi, cậu nói coi ông chủ đó có phải quá đen đuổi rồi hay không? Vì vậy cho nên nha, tôi nhìn thấy ai mà sức khỏe không tốt tôi cũng không cho thuê đâu. Có phải không? Chú Tưởng à, chú yên tâm đi. Tụi con tuyệt đối sẽ không đi trong nhà của chú đâu. Vì vậy căn nhà này chú có thể nào? Không nói tới chuyện thuê nhà, tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Là hai người làm nghề gì vậy hả? Con làm bên tạp chí thôi chú. Công việc làm ra giấy hả? Được á ha. Còn cô thì sao? Là bên trang phục. Làm mai giá quần áo hả? Rất tốt. Hai vợ chồng đều làm nghề chế tạo. Vất vả thì cũng vất vả chút, nhưng mà phải đổ mồ hôi mới kiếm được tiền mà phải không? Không dễ dàng. Tôi thấy không có vấn đề gì nữa rồi. Rất tốt. Rất tốt. Đúng là không dễ dàng. Hả? Không có gì. Còn muốn nói là chú Tưởng à, chú coi có thể nào giảm chút tiền thuê nhà cho anh chị đây được không? Phải đó. Chuyện tiền thuê nhà tôi không đặt nặng lắm ha. Tiểu Hậu, chuyện này cậu biết mà. Chuyện này mọi người cứ bàn bạc với nhau đi ha. Cứ bàn bạc đi ha. Tạm biệt nha. Dạ. Cảm ơn chú Tưởng. Tạm biệt. Trời ơi, em đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Trước giờ em chưa từng thấy ông chủ nào hạch sách như vậy luôn. Hỏi nhiều quá trời. Cũng quá khôn khéo rồi, chỉ thiếu hỏi cái gia phả thôi. Tôi cũng chưa bao giờ gặp qua chủ nhà nào khó chịu như vậy. Thật sự thì căn nhà này rất là tốt, chỉ là ông chủ này kén cá chọn canh quá thôi. Người mà ông ấy thấy không được thì dù trả tiền cao hơn cũng không cho thuê đâu. Này cũng giống như là kiểu hoàng đế tuyển phi vậy đó, giống y như vậy luôn. Được rồi, đừng nói nữa. Vậy tiền thuê nhà có thể giảm cho chúng tôi được bao nhiêu? Hay vậy đi, tính cho anh chị 7.500 vậy. Nếu như giảm nữa, ông không đồng ý đâu.
Hai người thấy vậy có được hay không? Được rồi, nhà này chúng tôi thuê. Vậy tốt quá, tốt quá rồi. Cảm ơn ông xã. Đây là hợp đồng bên con đã soạn xong rồi, giờ chú ký tên vô đi. Dạ, chỗ này. Cậu chờ chút. Sao vậy chứ? Cậu vô cô Triệu hai người có con không vậy? Nè, nếu như tụi con thì có thể được giảm giá tiếp không? Giảm giá hả? Có con thì tôi không cho thuê nữa. Tôi không cho người có con thuê nhà. Tôi ghét con nít, quậy phá. Qua tầm 3 tháng nội thất nhà tôi chắc bị phá thảm luôn rồi ha. Hai người có con đúng không? Vậy tôi không cho thuê nữa ha. Xin lỗi, tôi không cho thuê được nữa. Ê, không phải, tụi con chưa có con. Vẫn chưa có con. Chưa có thật sao? Đương nhiên rồi, chú xem tụi con như vậy có giống người làm ba mẹ đâu. Không đúng rồi. Tuy nói bây giờ hai người vẫn chưa có, nhưng mà sắp tới sẽ có, phải không? Có con rồi sẽ phải ở cử ở trong nhà tôi. Điều này càng tồi tệ hơn. Thôi bỏ đi, tôi không cho thuê nữa, không cho thuê nữa. Không thể nào, không thể nào. Tụi con tuyệt đối không có con đâu. Tuyệt đối không có. Bởi vì tụi con không sinh con được. Hai người vấn đề ở ai? Cô ấy. Cậu trai à, cậu đừng có giấu tôi nữa. Chúng ta đều là đàn ông, đều cần sĩ diện hết ha. Thật ra lúc nãy tôi đã muốn nói với cậu. Mắt của cậu bị thâm quầng đã nói lên điều gì? Nói rõ thận của cậu có vấn đề đó. Thận của con? Cái khác không nói nhiều nữa. Phải bổ thận. Cậu Du, thật đó, cậu nhất định phải chú ý tới thận của mình. Đây tôi là người từng trải. Chị cầm lấy đi. Điều này không có gì. Cậu hiểu đó ha. Nhất định phải chú ý nha. Tạm biệt. Chú về cẩn thận nha. Ai nói ông xã em mắc bị thâm quầng? Em xem thử coi. Được rồi ông xã, thiệt thòi cho anh rồi. Nhưng mà may mắn chúng ta đã mướn được nhà. Đi thôi, em dẫn anh đi ăn, bồi bổ thận. Trời ơi, em còn nói sao? Em nói dối chú ấy là mình chưa có con. Chú ấy tới nhà không phải biết liền hay sao chứ? Ông chủ nhà khó khăn như vậy, sau này rắc rối lắm đó, em có biết hay không? Trời ơi, không sao đâu. Chú ấy cũng không phải hàng xóm của mình, cũng không thể mỗi ngày 24 tiếng giám sát mình. Đến lúc đó, trả tiền thuê nhà một quý một lần, em gửi cho ông ấy là được rồi. Đi thôi, không sao đâu. Ông xã, chúng ta và con sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi. Hãy vui lên đi anh. Em thử để người khác nói thận của em không tốt xem, em có thể vui nổi hay không? Đi thôi. Con chậm thôi. Nè Tú Trân à, nhà bếp này quá thật rất lớn nha. Con gái à, cái bếp này hiện đại quá nha. Bà nghiên cứu cả buổi vẫn chưa bật bếp được nữa. Bây giờ được rồi, bà có thể nấu cơm nha. Như dân nhà quê vậy. Bà xã à, wifi anh đặt phòng này nha. Được. Ở đây một tháng bao nhiêu tiền vậy? Không bao nhiêu đâu. Không bao nhiêu là bao nhiêu, phải có con số chính xác chứ. Trời ơi mẹ, mẹ đừng hỏi nữa mà. Căn này rất vừa phải, chỉ có mấy ngàn thôi. Vậy thì mấy ngàn? Thằng bé Hiên Hiên này cả ngày chỉ biết chạy xe. Hiên Hiên, đừng chạy xe nữa con. Trời. Bà ngoại ơi, bà dẫn con đi chơi công viên đi được không? Ở đây còn nhiều đồ chưa sắp xếp xong nè. Anh Hiên Hiên, mẹ nói con nghe nè, công viên ở khu này chơi vui lắm, mà nói bà ngoại dẫn con đi đi. Hiền Hiền, chúng ta ngủ trưa xong rồi hẳn đi nha con. Bà ơi, con chơi một phút thôi mà bà. Được, đi thôi. Cẩn thận nha mẹ. Biết rồi, nhìn đường nha. Đi thôi, đi chơi thôi. Hiền Hiền à, cẩn thận nha con. Cẩn thận. Xin lỗi anh. Con nhìn đi, xếp đụng người ta rồi.
Xin lỗi anh à, chậm thôi. Ông xã, mạng đã lắp xong chưa anh? Em muốn lên mạng. Được rồi, sắp rồi, sắp rồi. Em nhìn em kìa, mọi người ai cũng đang dọn dẹp đồ đạc. Em thì sao? Ở đây ăn táo rồi đợi lên mạng nữa. Em nói cho anh biết, lúc nãy mẹ gặng hỏi em tiền thuê nhà bao nhiêu làm em hết hồn. Mai mà em lấy con trai ra giải vây, nếu không em cũng không biết phải nói dối làm sao nữa. Vội ăn miếng táo lấy lại tinh thần đó. Em nói em coi, thuê được căn nhà mà nói dối biết bao nhiêu lần. Vừa nói dối ông chủ nhà chúng ta không xin được con, bây giờ lại nói dối mẹ của em nữa. Nhớ kỹ đó nha, ác giả ác báo đó, không phải không báo mà là chưa tới lúc thôi. Sao mới đó đã về rồi? Con trai. Cái gì? Tôi đã lên cấp trưởng bối rồi. Chú tưởng sao hả? Nhìn thấy tôi làm như thấy quỷ vậy. Chào chú tưởng. Tôi không thể tới hả? Anh, không phải. Đây là nhà của tôi mà. Nhà của tôi không thể tới sao hả? Ngựa cổ. Cũng đây được là nghe. Của con đó. Phải đó. Ôi trời, cái túi này. Của con đẹp lắm ha. Chú tưởng hả? Chú tới có việc gì không ạ? Phải đó. Yanni à, đến đây con, canh cá nấu xong rồi nè, con nếm thử coi xem sao ha. Bà nấu ba. Xong rồi đó. Đây là ba. Đây là chú tưởng, chủ cho thuê căn nhà này. Chú tưởng, đây là ba con. Chào ông. Ê trời, canh những cá ăn cơm đúng không? Đợi chút nữa cùng nhau ăn canh cá nha. Ở đây ăn cơm ha. Ngửi mùi thơm thiệt ha. Đây là tôi đặc biệt nấu cho cháu. Ba, trời ơi, ba đừng có mời người ta ăn canh cá nữa mà. Chú tưởng bận nhiều việc lắm. Chú tưởng à, hôm nay chú tới tìm con chắc có chuyện gì đúng không? Tôi muốn cho cậu Du một chai rượu nè. Ông đưa nó, vậy thì ông nhầm người rồi. Con rể tôi trước giờ không biết uống rượu. Ông anh à, đây không phải rượu bình thường á, đây là một chai rượu thuốc tôi đặc biệt đem qua đây cho con rể của ông á nha. Nè, bà nói chi diễn à, con uống rượu thuốc làm cái gì? Ê ông anh, ông nhìn đi ha, con gái với con rể của ông không sinh được con. Phận làm cha mẹ như ông trong lòng chắc chắn cũng đóng được. Ông coi, con rể của ông dốc dáng cũng cường tráng lại rất thật thà. Nếu như không sinh được con thì tội nghiệp biết bao. Tuy là tôi không thích con nít, nhưng mà trong lòng mọi người nghĩ gì tôi hiểu hết trơn á nha. Trời ơi, cháu ngoại của bà con đi chậm thôi. Bà ơi, con nói là chỉ một phút là được rồi. Con mà về trễ là mẹ la con đó. Được. Hiền nhà ta là đáng tin cậy nhất ha. Cẩn thận. Ông tưởng à, ông hiểu lầm rồi. Nhà chúng tôi à, đã có ba. Là do sức khỏe của con không tốt, không cần phải xấu hổ đâu ba. Phải đó. Tôi đây có một người bạn làm đông y đã 3 năm rồi, chuyên chữa vô sinh hiếm muộn. Người ta gọi ông ấy là Quan Âm Tặng Con. Nhà ông ấy có rượu gia truyền, pha chế đặc biệt, chuyên bổ thận cho nam giới nè đó. Tôi mới xin một chai cho cậu Du. Cậu Du à, cậu uống hết chai rượu này, bảo đảm có hiệu quả luôn. Hãy đi. Dạ. Chú tưởng à, cảm ơn chú nhiều lắm. Cái này chú tưởng à, rượu này uống sao vậy chú? Chúng ta vào nhà bếp chú chỉ cho con cách uống nha. Phải vào nhà bếp. Đi. Chuyện này là sao vậy con? Vậy đi à, chuyện này là sao? Ba, ông chủ này rất ghét con nít. Ba tuyệt đối đừng có nói lộ ra đó. Con phải lựa ông ấy mới có thể thuê được căn nhà này. Mai mà mẹ dẫn Hiên về. Bây giờ con đi tìm hai người họ. Ba đừng có lộ ra đó. Đợi chút nữa chú ấy đi rồi ba gọi điện cho con về. Biết rồi. Ơi. Mẹ ơi, con về rồi. Trời ơi, con trai của con ra ngoài giống như ngựa quan vậy, không đuổi được ngựa. Mẹ ơi, mẹ làm gì á? Đây là... Tôi tới nhà bạn xin rượu cho hai đứa, con đích thân đem qua đây. Cô ra ngoài tìm thử coi có ông chủ nhà nào tốt cho tôi không hả? Hai đứa thì giỏi rồi lừa tôi. Các người còn có lương tâm hay không vậy? Chú tưởng à, chú đừng có tức giận nữa. Là lỗi của con không nên lừa chú.
Xin lỗi chú. Đừng có nói xin lỗi với tôi nha. Cô phải nói với chồng của cô kia kìa. Hai người nói không có con thì cũng thôi đi. Hả? Lại còn nói cậu ấy không sinh được con hả? Mấy lời này sao có thể nói tùy tiện được hả? Trời ơi. Ông à, tụi nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Ông đừng tức giận. Ông xem, chúng tôi cũng đã vào đây rồi. Ông có thể nào chăm trước được không? Chăm trước hả? Tôi đã nói từ trước rồi. Tôi không muốn cho người có con nhỏ thuê nhà. Nó sẽ làm cho cái nhà này loạn xạ hết. Không có đâu, không có đâu. Hiền hiền nhà chúng tôi ngoan và hiểu chuyện mà. Hiểu chuyện? Trời, lúc nãy xuống thang máy xem chút nữa là đụng tôi rồi. Còn không biết nói xin lỗi. Hiểu chuyện tôi nói ông nghe nè. Ông xem tuổi của ông cũng không kém tôi bao nhiêu. Cũng đã có con có cái hết rồi. Chúng ta thông cảm cho nhau một chút không phải xong rồi sao hả? Ông anh à, ông đừng có làm bộ thân thiết với tôi. Nè, tôi thiệt không hiểu được. Lúc đầu các người chê nhà này mắc, tôi liền mạnh tay rất vui vẻ giảm giá cho các người thuê với giá 7.500. Đúng chưa? Nếu cái biết gì? Sớm vậy thì... Ở đây một tháng 7.500. À, không phải lúc nãy con nói rất rẻ sao? Cái này... Nè bà chị, có 7.500 mà bà chê mắc đó hả? Bà đã nhìn thấy tiền chưa? Tôi chưa nhìn thấy tiền. Tôi ở không nổi căn nhà này. Nhà này chúng tôi không thuê nữa. Được. Tốt quá. Chúng ta dễ đến, dễ đi ha. Trưa ngày mai tôi tới lấy nhà. Tạm biệt. Không. Chú Tưởng à, chú được có như vậy mà. Cùng lắm chúng ta tăng chút tiền thuê nhà thôi. Được như vậy có được không à? Phải, chú Tưởng à. Là do lỗi của con lừa chú. Nhưng mà xin chú đừng có đuổi tụi con đi. Nếu như chú đuổi tụi con đi, con biết tìm đâu căn nhà phù hợp như vậy để ở. Chuyện này không có liên quan tới tôi ha. Trưa ngày mai tôi tới lấy nhà, tạm biệt nha. Chú Tưởng à. Ông ơi, cái này con tặng ông. Đây là cái gì? Đây là tiền để dành của con. Con đưa cho ông hết. Ông đừng có đuổi nhà con đi được không? Nếu như ông đuổi nhà con đi thì con lại trở thành đứa trẻ cuối tuần. Ba mẹ lại không cần con. Sao lại nói không cần con? Nhà con không có nhà to. Nếu như ông không cho nhà con ở đây thì con chỉ còn cách trở về căn nhà của bà ngoại. Chỉ có thứ bảy với chủ nhật mới có thể về nhà với ba mẹ con. Hai đứa theo tôi ra đây. Tôi có chuyện muốn nói. Nè, cái này đưa cho ông. Chú Tưởng. Chú Tưởng, chuyện này đúng là lỗi của con. Con muốn xin lỗi chú lần nữa. Thật xin lỗi. Được rồi, căn nhà đó các người cứ tiếp tục ở đi ha. Không giấu gì hai đứa, cái căn nhà đó là con trai tôi sửa sang lại tặng cho tôi. Vậy sao? Vậy con chú rất là hiếu thuận đó. Phải đó. Nếu như đã có hiếu như vậy, chi bằng nó thường xuyên về đây thăm tôi. Nó định cư ở Mỹ. Nói hai người đừng cười chứ đã 5 năm rồi tôi chưa gặp lại tụi nó. 5 năm? Phải đó. 5 năm rồi vẫn chưa về nước. Có lẽ nó đã từng về rồi. Nhưng mà nó không nói cho tôi biết. Tại sao lại vậy chứ? Lúc nó còn nhỏ, tôi làm nhân viên ở một công ty xuất nhập khẩu. Cả ngày chỉ biết kinh doanh kiếm tiền, không có thời gian chăm sóc cho nó. Mà nó lúc nào cũng muốn tôi nói chuyện, muốn tôi dẫn nó đi ra ngoài chơi. Nhưng tôi hồ đồ. Tôi cứ nói với nó: ông đây bận kiếm tiền nuôi mày, không có thời gian dẫn mày đi. Mày học hành cho đàng hoàng là được rồi. Thằng bé nó học rất là giỏi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ có được học bổng toàn phần, rồi ra nước ngoài du học định cư luôn. Còn tôi bây giờ, tôi có rất nhiều thời gian, cũng không cần phải đi làm nữa. Nhưng mà con trai của tôi, nó không muốn quan tâm tôi nữa.
không muốn nói chuyện với tôi nữa. Trong lòng của tôi khó chịu lắm chứ. Lúc đầu tôi và mẹ nó ở trong căn nhà lớn này cảm thấy thật vui vẻ. Gặp ai chúng tôi cũng khoe là con trai tặng chúng tôi nhà to. Mấy năm trước vợ của tôi qua đời, một mình tôi sống trong căn nhà này, trống vắng lạc lõng, lạnh lẽo lắm. Nhớ tới con tôi, nhớ tới vợ tôi, nhớ tới con tôi liền muốn gọi điện thoại cho nó, nhưng lại sợ khát muối vợ nó không bắt máy cho đến lúc liên lạc được với nó. Nhưng mà hai bên chỉ còn lại vài lời khách sáo. Cũng muốn nói chuyện với cháu nội lắm chứ, nhưng con dâu của tôi nó là người nước ngoài nên cháu tôi không biết nói một câu tiếng Trung nào. Cô nói tôi cứ vậy mà sống qua ngày. Bình thường tôi nói tôi không thích trẻ con, tôi ghét trẻ con đều là nói dối hết. Thật ra tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác tôi lại nhớ tới con trai của mình. Vì vậy tôi mới ghen tị, tôi mới đau lòng, tôi mới hận. Thực sự không nghĩ tới chuyện là như vậy. Hai vợ chồng cô cậu làm rất đúng. Bất luận như thế nào cũng nên dành tình cảm cho con cái trong nhà. Cậu Du, cô Triệu, tôi rất khâm phục hai người. Không giấu gì hai người, nếu như mà thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên con trai của tôi, kiếm ít tiền lại. Nhưng tiếc thay, thanh xuân một đi không trở lại nữa rồi. Chú Tưởng, chú cũng đừng đau buồn quá. Cậu ấy dù sao cũng là con chú. Bây giờ cậu ấy đã là ba rồi, sau này nhất định sẽ hiểu được cảm giác của người làm ba như chú. Cậu ấy nhất định sẽ đối tốt với chú. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Chú Tưởng à, sau này chú có thời gian, chú cứ tới nhà tụi con chơi đi. Dù gì cũng là nhà của chú mà. Đúng đó. Cảm ơn, cảm ơn. Lúc nãy tôi có chút quá đáng, tôi xin lỗi nha. Cảm ơn nha. Chú đừng nói như hai vậy mà. Hai người đúng rồi, nhất định phải dành thật nhiều tình cảm cho con cái đâu nghe. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt chú Tưởng. Cảm ơn chú nhiều. Đi thôi. Con xem, con cúng con này là một đứa nhỏ rất thật thà. Sau khi nó bị cảm động thì đem hết quà mà mình có, đem toàn bộ tặng hết cho con cá sấu này. Con cá sấu rất là vui vẻ, cùng con cúng con là chiếc xe màu đỏ. Anh nè, con về rồi sao? Chuyện sao rồi? Mẹ ơi, bà ngoại giận mẹ ơi. Bà nói là mẹ nói dối lừa bà ngoại. Anh nè, anh nào, tiếp tục nghe ông giảng tiếp đây. Mẹ ơi. Ở đây. Mẹ ơi. Mẹ, con không nói cho mẹ biết, không phải vì sợ mẹ tiết kiệm tiền không đồng ý sao? Mẹ đừng có giận nữa được không? Mẹ nghe con nói nè, căn nhà nhỏ bây giờ của chúng ta mỗi tháng cũng lấy được khoảng 3.500 tiền thuê rồi. Vậy bây giờ căn nhà này mỗi tháng chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 4.000 thôi là được rồi. Chỉ 4.000 thôi, mua được sự đoàn tụ gia đình, tính ra cũng lời mà mẹ. Dù sao, tiền thuê tụi con cũng trả rồi. Tiền thuê căn nhà này chắc chắn không rút lại được đâu. Mẹ suy nghĩ kỹ lại đi. Mẹ vui cũng phải ở đây, không vui cũng phải ở đây. Muốn ở cũng được. Mẹ có một điều kiện. Mẹ nói đi. Tiền đưa rồi không lấy lại được, nhưng mà tiền mặt sau này còn bắt buộc phải nghĩ cách tiết kiệm lại. Đó là đương nhiên rồi mẹ. Sau này mỗi quý con chỉ được mua quần áo một lần. Được,
Một năm mua một lần mua một thùng. Mỗi lần không được mua quá ba cái. Vậy nội y sao mà tính được? Nội y phải thay mới mà. Được rồi, nghe theo mẹ hết. Còn nữa, con và Trí Diễn sau này mỗi ngày tan làm phải về nhà ăn cơm, trừ khi vì công việc, còn không được ăn bên tuyệt ngoài. Tuyệt đối không ra ngoài ăn. Bên ngoài bán đồ ăn ngon như mẹ con nấu hay sao? Ai mời cũng không đi, tuyệt đối không ăn ngoài. Con đừng có nịnh mẹ quá. Được rồi, đừng có giận con nữa. Kể từ ngày mai con đem cơm đi làm đi. Cái gì? Hộp cơm mẹ đã chuẩn bị cho con hết rồi. Con xem, mai đi làm muốn ăn món gì? Không phải chứ, mẹ tàn nhẫn thiệt. Dù gì con cũng làm trong ngành thời trang. Mẹ kêu con đem cơm đi làm sao con đem đi? Không tàn nhẫn làm sao để dành tiền. Thời kỳ đặc biệt phải thắt lưng buộc bụng. Còn nói điều kiện với mẹ nữa. Mẹ thắng rồi, mẹ đủ tàn nhẫn. Đem cơm, làm sao mà đem đi? Sao vậy? Mẹ em đó. Ừ. Nói em bắt đầu từ trưa ngày mai phải đem cơm hộp đi làm. Nói em đem á thì em cứ việc đem thôi, hả? Chỉ cần mẹ em đồng ý cho chúng ta thuê nhà, đừng nói là đem cơm. Có kêu em đi xin cơm thì em cũng phải đi đó. Anh thiệt là nói chuyện nghe hay quá. Đó, công ty của bọn anh có căng tin rồi, anh có thể nghỉ cho em một chút được không? Trưa ngày mai mọi người đều ra ngoài ăn cơm, còn một mình em đem cơm hộp ngồi thui thủi ăn trong phòng trà có mất mặt không chứ? Dù gì em cũng làm trong ngành thời trang mà. Mất mặt sao? Nếu mà mất mặt thì thế nào vậy? Em đem cơm hộp qua bên công ty của anh ăn cùng với anh vậy, thế nào hả? Biến đi. Mẹ ơi! Cục cưng, sao vậy con? Sao con lại qua đây rồi? Con không sao, con chỉ muốn gọi mẹ vậy thôi. Cục cưng của mẹ. Mẹ vì con chuyện gì cũng có thể làm hết. Đúng vậy, mẹ con vì con mà ngày mai phải đi xin ăn rồi đó. Đáng ghét, anh tránh ra đi. Cục cưng, hôm nay con muốn ngủ chung với ba mẹ không? Dạ, muốn. Tuyệt vời quá. Con đánh răng chưa? Dạ đánh rồi. Thật không đó? Để mẹ ngửi thử. Trời ơi, để bà xem. Đi. Thơm quá. Hôi quá. Mẹ vẫn chưa đánh răng nè. Thì ra là em sao? Chẳng trách hôi đến như vậy. Hôi chết được đó. Để mẹ hôn một cái đi. Hôi quá. Ông à. Thuốc hạ huyết áp của ông đâu? Đưa tôi 2 viên đi. Ôi trời. Bà làm sao vậy? Hơi bị chóng mặt. Ôi nè, thuốc hạ huyết áp không uống bừa được đâu. Bà chóng mặt cũng chưa chắc là bị cao huyết áp mà. Hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Trời ơi, sức khỏe của tôi mà tôi lại không biết hay sao? Chính là bị cao huyết áp. Kiểm tra các thứ rồi lại tốn tiền. Bây giờ phải thuê nhà ở, không như trước nữa. Tiền này xài đồng nào cũng phải cân nhắc đó. Bà ơi, có tiết kiệm kiểu gì thì có bệnh vẫn phải đi khám chứ. Thôi được rồi, vậy à, bà ngồi đây nghỉ một chút, tôi đi lấy thuốc dưới nước cho bà uống ha. Nè, ông đi khẽ thôi, tránh tụi nó giật mình thức giấc. Nè, tôi biết rồi. Tú Trân à, nào, mau uống thuốc đi ha. Đây. Nè, uống thêm chút nước đi. Tôi nói cho bà nghe, sau này chúng ta phải biết chăm sóc sức khỏe của mình, không để xảy ra bất trắc gì. Tụi nhỏ còn phải dựa vào chúng ta nữa ha. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi ha. Được rồi, đừng ngồi ở đây nữa, đi ngủ sớm đi bà. Đi. Nè, cẩn thận chút nha, cẩn thận. Sắp 12 giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. Đối diện công ty mới khai trương quán ăn của Thái, chúng ta qua ăn thử đi. Trời ơi, hôm nay tôi không thể cùng mọi người đi ăn rồi, mẹ tôi đem cơm cho tôi. Đem cơm? Cô quay lại thời cổ hả?
Cũng tốt, mẹ tôi tự nấu cơm vẫn tốt cho sức khỏe mà. Thôi được, vốn dĩ muốn nói cho cô nghe chuyện của Bạch Khiết. Chuyện gì? Hai ba câu không thể nói hết được. Đáng ghét. Trong văn phòng nhiều người nhiều chuyện lắm, để kể sau đi ha. Được rồi. Đi thôi, tôi đói bụng lắm rồi. Ba nhà sau bye đó bye. Nha. À, bye bye. Trời, tự đem cơm luôn hả? Trời ơi, sếp à, sao anh lúc nào cũng trốn lên sân thượng hù tôi vậy? Là cô lần nào cũng chạy lên đây làm phiền tôi hút thuốc chứ. Anh muốn hút thuốc thì cứ hút thôi, sao phải trốn lên sân thượng hút làm gì? Anh hút thuốc hay là hút cần sa? Nếu như tôi bị bắt rồi thì công ty của chúng ta thành trắng mất đầu rồi. Ê, thức ăn ngày hôm nay nhìn ngon đó chứ. Là tấm lòng của mẹ tôi. Thức ăn để qua đêm phải quay lò vi sóng 5 phút. Bây giờ để axit nitrit. Có muốn thử không hả? Thanh niên à, đừng có tham lam quá. Bây giờ tôi muốn đem cơm, mẹ tôi cũng chưa chắc làm cho tôi. Sao vậy? Anh không phải con ruột mẹ của anh sao? Không biết trên dưới. Cho dù bây giờ mẹ tôi có muốn làm cơm cho tôi thì bà ấy cũng không có làm được, huống hồ bây giờ bà ấy chỉ biết làm các món như là salad bò bít tết. Mẹ anh giống người phương Tây vậy. Sau này thì bà ấy gả cho một ông người Pháp, từ lúc đó nhà chúng tôi khỏi dùng tới đũa luôn. Xin lỗi nha, tôi không nên nghe chuyện riêng tư của anh. Muộn rồi, cô bị đuổi việc. Bye bye. Hay lắm sếp. Tôi ăn cơm xong sẽ đi ngay. Vì đầu tiên tôi sẽ đến đồn cảnh sát báo cáo vì anh hút ma túy đó. Cô ăn cơm đi. Anh sợ độ cao hả? Hả? Làm gì có. Đẹp mà. Sếp à, cao tổng tới rồi. Ờ, chị cao à. Chào chị cao. Chào cậu. Mời ngồi. À, trời ơi, chủ biên Du à, có phải phiền cậu làm việc rồi không? Chị khách sáo rồi. À, phải rồi. Tài liệu của con gái chị em xem qua rồi. Rất ưu tú. Qua chỗ thầy cây bên chúng em học hỏi, từ từ sẽ giỏi, không thành vấn đề đâu. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Con gái của tôi cái gì cũng được, chỉ là từ nhỏ bị tôi chiều quá nên hư, tính khí không tốt. Cậu chỉ dạy nó nhiều một chút. Người có năng lực thì tính khí sẽ hơi khác một chút, đương nhiên thôi, không sao đâu. Mẹ, mẹ muốn hẹn con cũng phải nói trước một ngày chứ. Người ta chuyển phát nhanh cũng phải hẹn trước nửa ngày. Có tôn trọng con hay không vậy? Toàn Nhi, sao con không biết lớn nhỏ vậy? Mau qua đây gọi chủ biên Du một tiếng thầy Du đi. Hai. Chào cô Tiểu Toàn, tôi là Du Trí Diễn. Tôi tên cô. Toàn Nhi, qua đây. Nhanh lên, mau nghe lời. Đứa con này bị tôi dạy hư rồi. Không sao. Tôi tên là Cao Toàn. Chú có thể gọi tôi là cô. Năm nay 20 tuổi, sinh viên năm tư của Mỹ Viện. Đến công ty chú phá khoảng 2 tháng. Toàn Nhi, con nói cái gì vậy? Cái gì mà quậy phá ở đây? Con phải ở chỗ thầy Du học nhiều điều hay, nắm lấy cơ hội để rèn luyện bản thân. Được rồi mẹ. Sếp chủ biên, tôi có lời thật tình muốn nói với chú. Năm nay tôi năm tư, trường có yêu cầu chúng tôi tìm nơi để thực tập 2 tháng. Sau đó có giấy chứng nhận thực tập. Nếu như không có chứng nhận thực tập thì không được tốt nghiệp. Tôi thật sự không còn cách nào khác, cho nên mới đến chỗ của chú quậy phá 2 tháng. Bình thường chú phải làm gì thì cứ làm, đừng để ý tới tôi. Cứ coi như tôi là người vô hình. Nè, đưa tôi ít việc thôi, đừng có lợi dụng lao động miễn phí rồi bắt người ta làm đến chết. Tôi đảm bảo tuyệt đối không gây phiền phức cho chú. Hết 2 tháng lấy được chứng nhận tôi lập tức đi ngay. Toàn Nhi, Toàn Nhi, con đứng lại cho mẹ. Trời ơi, qua đây. Sao con có thể nói năng như vậy chứ hả? Cô Toàn à, tôi thì thực ra rất ưa thích những ai nói thật lòng. Nhưng mà có những chuyện thực sự tôi chưa hiểu.
Cô chỉ muốn giấy chứng nhận thực tập, thì thực ra cô có thể nhờ Cao Tổng tùy ý. Ý, vợ của chú đẹp như vậy, đây là vợ chú sao? Đúng rồi, cảm ơn nha. Để tôi. Chỉ cần một câu của chị Cao thôi, cô không cần phải đến công ty của chúng tôi quậy phá đến 2 tháng đâu, có phải không? Ý của chú là nói tôi làm chứng chỉ giả nộp cho trường. Rất nhiều người đều làm vậy mà, không phải hay sao? Rất nhiều người làm như vậy, không có nghĩa là nó đúng. Về chuyện gian lận, Cao Toàn tôi không thích việc gian lận giả mạo. Chuyện này tôi không làm. Chủ biên Du, trước đó tôi cũng có nói qua, nói giúp làm cho nó cái chứng chỉ thực tập, nhưng con nhỏ không đồng ý. Tôi nói hay là đến công ty của tôi, con nhỏ cũng nói không thích cái cảm giác có người khác bảo bọc. Trời ơi, bây giờ cũng không biết được con cái nghĩ cái gì. Thiệt là không còn cách nào khác. Cậu bỏ qua cho, làm trò cười cho cậu luôn. Chị Cao à, tôi thấy cô Toàn nói rất đúng. Cái quan điểm không thích gian lận rất đáng để chúng tôi học tập theo, thật đó. Cậu đừng có tung hứng cho nó, nó đắc ý cho xem. Toàn Nhi, ở chỗ chú Du, phải biết học hỏi, chăm chỉ làm việc, nắm bắt cơ hội để rèn luyện bản thân, có biết chưa? Học tập? Mẹ, kiểu tạp chí trông như thế này, mẹ bắt con học cái gì đây? À, phải rồi, chú Biên Du, tên tiếng Trung của chú là Trư Trí Diễn, tên tiếng Anh đúng là Tri Diên Du. Biển này đã ghi sai rồi, mẹ còn bắt con học tập chú ấy. Toàn Nhi à, càng lúc con càng mất lịch sự, càng nói càng hỗn hào vậy. Cô Toàn à, tuy là hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, nhưng mà xem ra cô rất can đảm, cái gì cũng dám nói. Nhưng mà trong ngành này chúng ta nói không thì không có tác dụng gì mà bắt buộc phải làm. Cô thấy tạp chí bên chúng tôi chưa đủ hay, không vấn đề. Vậy thì tôi hy vọng là 2 tháng cô thực tập ở đây sẽ giúp cho chúng tôi sửa đổi. Cô có ý kiến gì hay, cứ việc đề xuất, chỉ cần nói hay thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận, chúng tôi học tập ở cô. Thế nào hả? Nghe nói những người lớn tuổi đều rất dễ bị tổn thương. Nếu như tôi đưa ra ý kiến thật thì không biết chú có khó chịu hay không? Tôi là một người trung niên, trên già dưới trẻ, lại đi khó chịu với một cô gái trẻ để làm cái gì cơ chứ? Được, có câu nói của chú, tôi lập tức đi làm giám công đi. Sure.